Một căn phòng của cô gái 18 tuổi lương 5 triệu một tháng đầy đủ tiện nghi khiến ai cũng ngạc nhiên vì ngăn nắp. Mở cánh cổng ra bật đèn ập vào mắt là dàn máy tính để giải trí cực chất. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn được sắp xếp bếp núc, tủ lạnh và một bàn trang điểm. Chỉ cần biết sắp xếp thì căn phòng giá 1,5 triệu vẫn sẽ ở được.